xét ra thằng Tân nó ghê ha. Tụi này biết có mỗi ông à, tới thẳng chơi với ông luôn. Còn nó thập thò thập thục hẹn hò với vợ người ta mà gốc cây là ý gì? Rắp tâm chia rẽ vợ chồng khờ, tính cùng đám bạn du quan cho Ngọc Nữ, có tư tình với cậu Tân, con trai của trưởng làng. Vậy rồi hả? Hồi nãy em ngồi dưới gốc sung á, em nhớ chàng hồi đó. Nàng nhớ ai? Nhớ thằng khờ hay là nhớ thằng nào? Đàn bà có chồng đâu mà hẹn trai ngoài gốc sung. Ủa, bộ ông đó ông còn thương mình hả? Sẽ không đi theo luôn đi. Tình ngay lý gian, Ngọc Nữ phải làm sao để giải được mối quan này? Hôm nay chàng đánh em nữa sao? Cô đúng là con đàn bà ghê gớm. Chàng quá đáng lắm rồi. Mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim cổ tích Gái Không Được Chồng, được phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.